Mang mega, món ăn chữa nhiều bệnh thường bị vứt đi. Mang mega kỳ nội kim là lớp màng màu vàng phủ mặt trong của bề gà thường bị vứt đi vì lý do vệ sinh. Tuy nhiên, lớp màng này lại chính là vị thuốc quý giúp phòng và chữa nhiều loại bệnh. Theo đông y, mang mega có tính bình, tính ngọt, tốt cho lá lách, dạ dày, ruột non và bàng quang. Có thể được chế biến thành bài thuốc trị tiêu chảy, giảm nôn mửa, bảo vệ dạ dày, cải thiện tiêu hóa. Sách cổ Trung Quốc có ghi chép, mang mega khi đi qua bàng quang có thể giúp loại bỏ vật cứng và làm tiêu sỏi, điều trị bệnh tiểu lắt nhắt, tiểu không hết, gan mật có sỏi. Người bình thường thi thoảng ăn mang mega để tăng cường sức khỏe, tốt cho lá lách, dạ dày, điều hòa gan. Tuy nhiên, mang mega rất cứng, khó nghiền nát và không thể ăn sống. Bạn có thể chế biến theo nhiều cách như xào mang, hấp lươn hoặc nấu cháo. Các món ăn bổ dưỡng từ mang mega. Cháo mega trị tiêu chảy, trẻ em suy dinh dưỡng. Cách làm: gạo tẻ 50g nấu thành cháo, mang mega 10g, hoài sơn 30g, sao vàng tán bột, trộn đều mỗi lần cho 5g bột vào cháo. Ngày ăn từ 1 đến 2 lần, liên tục trong 5 đến 7 ngày. Trị bệnh đường tiêu hóa, đau bụng, khó tiêu. Cách làm: gạo tẻ 100g nấu cháo, mang mega 15g sao phồng, tán bột cho vào cháo, gia vị vừa đủ. Mỗi ngày ăn 2 lần. Mang mega hấp trứng. Người dạ dày yếu có tác dụng bổ lá lách, tiêu hóa tốt. Món ăn này rất ngon và đặc biệt tốt cho người già, trẻ nhỏ. Cách làm: làm giống hấp trứng thông thường. Đánh đều trứng với chút muối và bột màng mega, thêm ít nước sôi khuấy đều để tăng độ xốp mềm cho món ăn. Sau đó cho vào nồi hấp khoảng 20 phút. Khi cần chín thì cho hạt kỳ từ vào rồi tắt bếp ăn nóng ấm. Ngoài ra, lương y Vũ Quốc Trung còn chia sẻ 3 bài thuốc khác về màng mega. Bài thuốc số 1: trị tỳ hư tiêu chảy, tiêu hóa khó, sỏi bàng quang. Màng mega, bạch chuột, gừng khô, mỗi thứ 125g, nghiền thành bột rồi trộn cùng 250g đại táo nhục hấp chín, sau đó sấy khô. Mỗi lần khoảng 12g, ngày uống 2 lần, uống khi đói. Bài thuốc số 2: trị viêm ruột mãn tính, tiêu chảy ruột, dạ dày trướng đầy khó chịu. Mang mega, bạch chuột sao, liều lượng bằng nhau 200g, nghiền thành bột, mỗi lần 8g, ngày uống 2 lần với nước đun sôi trước bữa ăn. Bài thuốc số 3: trị sỏi mật, sỏi thận. Mang mega 16g, kim thiền thảo 20g, uất kim 12g, hồ tàu 20g, hải kim sa 20g, sắc uống có tác dụng trị sỏi mật, sỏi thận. Ngoài ra, có thể dùng mang mega nghiền thành bột mịn, dùng ngoài trị viêm xoang miệng, viêm lợi. Có thể trộn với mật ong thành thuốc cao bôi trị cước mùa đông. Từ nay, hãy thêm vào khẩu phần ăn một chút mang mega để tăng cường sức khỏe của bạn nhé.